Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các mẫu sản phẩm đó chính là khúc xạ kéo đo độ ngọt Atago BL1 của hãng Atago Nhật Bản đó ha, và nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Và trên tay mình là sản phẩm Atago khúc xạ kéo đo độ ngọt điện tử các bạn ha. Và khúc xạ kéo Atago BL1 điện tử là thiết bị hoàn hảo trong việc đo lường hầu hết các mọi nước ép trái cây, thực phẩm và đồ uống, chẳng hạn như nước súp, nước sốt, sốt cà chua, mứt ít đường hoặc mứt cam ha. Và series 3L đi kèm với chức năng truyền dữ liệu cho công nghệ NFC, giao tiếp trường gần lịch sử có thể được truy cập bằng cách mang BL NFC đến bất kỳ thiết bị Android hoặc USB NFC reader nào có thể liên kết với PC các bạn ha. Và khúc xạ kéo BL1 thuộc loại điện tử hiển thị số trên màn hình LCD, dùng đo chỉ số phần trăm và rít cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác. Khúc xạ kéo đo độ ngọt BL1 có chức năng tự động bù trừ nhiệt độ ATC, hoàn hảo trong đo hầu hết các bất kỳ nước ép nào, và khoảng đo là độ ngọt là từ 0 đến 53% Brit, 9 đến 99 độ C, tự động bù trừ nhiệt độ trong khoảng 10 đến 1000 độ C các bạn ha, độ phân giải là 0,1% và 0,1 độ C, độ chính xác là 0,2% và cộng trừ 10,1 độ C. Thể tích mẫu đo là 0,3 mm, thời gian đo là 3 giây trên một mẫu các bạn ha, và môi trường hoạt động là 10 trên 40 độ C, trong nước và bụi IP65 các bạn ha, trọng lượng là khoảng 100 g. Và các giấy tờ kèm theo đầy đủ các bạn ha, được nhập khẩu phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Cung cấp bao gồm là máy chính, pin theo kèm theo, hộp đựng máy, tài liệu hướng dẫn sử dụng các bạn ha. Đó. Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ với website máy đo thí nghiệm cho con chấm nào hoặc khangkien.com.vn qua hotline 0938 22991 hoặc 0936 20757. Xin cảm ơn mình, em lại những video về kế tiếp.